Ok, và hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình nhá. Mình là Thế Di đây, và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Minecraft Pocket Edition, tựa game Minecraft PE nha anh em. Nhưng mà đây là phiên bản Pixelmon, cực kỳ là hay. Thì anh em mới chỉ có chơi Pixelmon ở trên PC đúng không? Nhưng mà hiện tại nó có cả trên điện thoại anh em ạ. Mình cũng thấy cực kỳ bất ngờ luôn. Cài thì link tải mình sẽ để phía dưới. Cài nó sẽ hơi phức tạp một tí, nó không như kiểu bản PC, điện thoại nó sẽ hơi phức tạp một chút. Nhưng mà nó đủ các loại Pokemon anh em ạ. Thì mình review qua cho anh em về cái mode này một chút, xong rồi có lẽ mai mình sẽ làm một cái series dài dài về cái game này, phiêu lưu từ đầu nhá. Đây, cho cùng xem. Nhiều thứ lắm, đây. Rất nhiều loại Pokemon nha anh em. Mình nghĩ phải đến tầm khoảng 100 loài mất. Bao nhiêu loài mình sẽ đếm nhá. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. 17 mà nhân bao nhiêu hàng? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 17 mà nhân với 12. Đấy là còn các cái vật phẩm nữa cơ. Nên ta sẽ thử tính toán đơn giản một tí nhá, thử nhân lên 17 mà nhân với 12 sẽ rơi tầm khoảng hơn 200 loại Pokemon, nhưng mà trừ đi một số thứ linh tinh thì mình nghĩ sẽ rơi tầm khoảng 200 Pokemon nha anh em ơi. Cập nhật rất nhiều Pokemon. Chúng ta sẽ có. Ôi trời tối à. Trời tối nhìn hơi bị khó khăn à. Có Charizard. Đấy, anh em thấy có Charizard chưa? Nhìn đẹp không? Charizard mà trời nó đang là mình muốn ban ngày có được không ta? Chắc là được anh em ạ. Mình sẽ chỉnh sang ban ngày, tại vì cái này trên trên điện thoại này nó sẽ hơi bị khó khăn tí. Đâu nhỉ? Chỉnh ban ngày đâu nhỉ? Friendly Active Chess All the way days. Đấy, all the way days. Lúc này lúc nào cũng sẽ là ban ngày nha anh em. Đang ở chế độ sáng tạo nên rất là ổn. Ôi trời ơi. Được chưa anh em? Đây là Charizard, sao nó có cái gì nhỉ? Nó ăn đòi ăn kẹo hay ăn bánh cái gì đó để nó tăng cái chỉ số lên anh em ạ. Charizard đẹp ghê ra. Yeah. Hey, đừng đùa. Đừng đùa với Ninja Rùa. Ok. Charizard. Oh, vãi. Vãi đạn. Chúng ta sẽ cùng thử xem, có nhiều cái máy lắm, nhiều thứ lắm. Nó quả trứng gì đây? Magma Cube, mấy quả trứng này, quả trứng của Minecraft Vanilla, cái gì à? Vanilla. Có Pokemon huyền thoại không ta? Có Pokemon huyền thoại không nhỉ? Có anh em ạ, có con này, con này có tiến hóa không nhỉ? Con Turtle, con rùa. Chắc tiến hóa được Raichu ấy. Oh my god. Ngoài thiên nhiên đầy anh em nhé. Ơ, từ từ mình chưa cho vào đây. Raichu. Có Raichu anh em ạ. Có đây là cái này cái gì? Cái này mình cho rồi. Đây, Raichu đây anh em. Đấy, để Raichu đây. Ui, có giáp đo. Chim sét này. Ôi, đủ hết cả các thể loại anh em ạ. Nào. Ồ, Raichu đây anh em ơi. Đây là Raichu anh em ạ. Hi, nhìn trông khá dễ thương anh em ạ. Oh my god, không thể, chắc không thể bằng đầy đủ được như Rastata này. Chắc không thể đầy đủ được như kiểu phiên bản trên PC, nhưng mà chơi này cũng được anh em ạ. Và nó khá là nhẹ. Mình thấy nó khá là nhẹ nhàng. Ô, có cả Team Rocket. Được đấy. Rastata này. Rồi. Thử chị hồi giáp đo lên xem nha. Đấy. Giáp đo anh em ơi. Chim sét. Hello bé. Nó đòi ăn cái kẹo hay ăn cái bánh gì nhỉ? Có cái kẹo bánh gì không ta? Chắc có. Nhiều loài lắm. Đâu nhỉ? Cái này là cái gì? Roto Market. Thử ra. Cái này là cái con đấy mà. Đây là con Pokemon đấy mà. Pokemon PC mà. Ấy, nhìn trông đẹp ra. Nhìn trông hay hay ho ta. Mình không thể tương tác được, tại vì mình đang ở trong chế độ sáng tạo. Nó có ăn được cái gì không? Cái gì ấy? Evo Ox như là tiến hóa à? Có con cáo lửa này, Rapurasu kìa. Ui, rồng điên này. Rồng điên đỏ anh em ơi. Đục có luôn, ok. Chúng ta cho anh em xem rồng điên đỏ nhé. Đẹp dã man luôn ấy. Đủ các loại Pokemon đó. Đủ các Pokemon quý hiếm luôn. Oh my god. Ôi, nhìn nó hơi bị ngáo. Nhìn quả đầu nó ngu anh em ạ. Ai 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 ai. Chết không?
Anh em thấy chất không? Có hai con Pokemon đây. Nó muốn làm gì đây? Nhưng mà vấn đề là chúng ta sẽ lấy con gì review một số cái máy á. Cái này cái gì? Table là cái bàn à? Slot machine. Healing machine. Hình như mình có cả cái cô y tá anh em ạ đây. Cô y tá này. Đấy, có ngay. Đấy, có chị y tá luôn anh em ạ. Như vậy là sẽ có phòng mask đủ các thể cửa thể loại nha anh em. Chắc chắn 100% luôn là đủ cả phòng mask, phòng hồi máu. Đấy. Trung tâm Pokemon ấy, là gọi là trung tâm Pokemon ha. Ok. Dưới này có gì đây? Cá chép vua. Chắc chắn là sẽ tiến hóa được anh em ạ. Nhưng mình chưa biết cách tiến hóa rồi. Ok, cá chép vua. Có con thần, chắc chắn là đủ bộ ba thần luôn. Thần sấm này. Thần sấm này. À, con mèo này cũng có này. Raichu. À, đấy rồi. À, Filler không phải là con ho to. Nhầm. À, có chim băng này anh em. Akuchino. Con này sao ngáo ấy. Hello Akuchino. Oh my god. Nhìn trông nó bự bự anh em ạ. Oh my god, trời ơi, cái nồi gì đấy? Akuchino, chim băng. Như vậy là sẽ có đủ 3 con Pokemon huyền thoại hệ chim. Chắc chắn là sẽ có con hệ lửa cho mà xem. Có cái này, có Charmeleon này. Đấy, đủ luôn. Akuchino Shiny, có cả Shiny luôn anh em ạ. Rất là giống phiên bản Pokemon ở trên kia. Trên PC, Pixelmon trên PC. Còn khá thiếu khá nhiều loại Pokemon mới. Đấy, chưa cập nhật nhiều như vậy. Các bạn anh em phải hiểu là đây là phiên bản trên Pixelmon trên điện thoại anh em ạ. Ui, có Charizard Shiny à? Charizard đen à? Cùng thử xem Charizard Shiny. Đấy, nó bay này anh em. Không phải không bay được không? Ui, chim nó to vãi. Con chim to vãi. Bay ngập trời anh em ạ. Ok. Giáp đo này. Okay, nó không bay cao đâu, chắc chắn nó không bay cao đâu anh em nhé. Oh my god, Charizard đen anh em ạ. Được đấy, Black Charizard. Rồi, xem còn cái máy màu gì không. Đang xem. Chắc chắn là có Pikachu, lúc nãy mình thấy ở... À đây là con điện, Pokemon điện. Cái này là gì? Pokemon Center PC anh em ạ. Cái này anh em biết làm gì không? Cái này để trao đổi Pokemon. Đây. Đấy, ok, thấy chưa? Đây là cái máy để trao đổi Pokemon ha. Hoặc là cất Pokemon. Thường cái máy này là cái máy để cất Pokemon hơn, không phải máy trao đổi anh em ạ. Máy trao đổi nó dạng khác cơ. Còn đây tất cả đồ dưới này là đồ của Vanilla rồi, phiên bản cổ điển rồi. Tôi đang xem có con gì đẹp nữa không để tôi review cho anh em xem. Chắc chắn 100% là có Pikachu nhá. Đâu Pikachu. Ui, có cả Mew anh em ạ. Có cả Mewtwo ạ. Đây này. Chất thế nhở. Ồ, Mewtwo đấy. Wow. Đẹp thế nhở. Mewtwo luôn ạ. Ui, xịn xò thế. Ui, bay được đấy. Vai nồi. Nhiều bản hay lắm anh em ơi. Xem nào, còn cái gì nữa không. Nhiều. Thế là những Pokemon mình còn chưa tìm được hết đây. Con chim lửa kiểu gì cũng có. Bộ ba tam thần huyền thoại. Con mèo thường này. Mình Pikachu đây. Pikachu đây anh em ơi. Mình có thể tìm theo tên được. Cho đi xa tí cho nó dễ nhìn anh em ạ. Đây nhá. Mình sẽ đặt đây là Pikachu nhá. Đấy, Pikachu này anh em. Ôi, xinh nhanh thế. Dễ thương ghê ra. Nhìn này. Anh em thấy dễ thương không? Oh my god luôn. Rất dễ thương luôn. Nice, nice. Cho sẽ cùng xem bên cạnh nhá. Giống Pikachu không? Pikachu không? Để thêm một con Raichu vào đây nữa. Úi dồi ôi. Pokemon này quá đẹp luôn. Ok. Để thêm một con Articuno ở đây nữa. Hey, nhìn trông chất thật. Rồi có lẽ là ngày mai mình sẽ... Thế như cái này có cái chế độ gọi là phiêu lưu ấy. Khá là hay, mai mình test thử nhá. Mai chỉ gọi là giới thiệu tạm tạm qua một chút thôi.
nhá. Rồi xin chào và hẹn gặp lại anh em. Bye bye nhá.